Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 3. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày toán 3 tập 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều nhé. Video ngày hôm nay chúng ta đến với bài tập hàng ngày 100. Chủ đề: em ôn lại những gì đã học. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Kết quả của phép tính 62.745 cộng 29.036 là bao nhiêu? Bây giờ mình đặt tính cộng ra nhé. 5 cộng 6 bằng 11 viết 1 nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7 thêm 1 bằng 8 viết 8. 7 cộng 0 bằng 7 viết 7. 2 cộng 9 bằng 11 viết 1 nhớ 1. 6 cộng 2 bằng 8 thêm 1 bằng 9. Ta được kết quả là 91.781 đáp án A các em ạ. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 2. Biết thương là 16.240, số chia là 4, vậy số bị chia là bao nhiêu? Thì ở đây kiến thức liên quan đến phép chia các em ạ. Thì trong phép chia chúng ta có số bị chia, chia số chia bằng thương. Để tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia nhé. Vậy ở đây chúng mình sẽ đặt tính là thương là 16.240, mình nhân với số chia là nhân với 4. 4 x 0 bằng 0 viết 0, 4 x 4 bằng 16 viết 6 nhớ 1. 4 x 2 bằng 8 thêm 1 bằng 9 viết 9. 4 x 6 bằng 24 viết 4 nhớ 2. 4 x 4 bằng 4 thêm 2 bằng 6. Như vậy ta được kết quả là 64.960 đáp án B. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 3. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là. Thì bây giờ các em đặt tính này, các phép tính này, sau đó mình so sánh kết quả nhé. Phép tính ở đáp án A, các em tự đặt tính nhé, thì thầy cho các em kết quả để chúng ta so sánh này. Đó là 29.083. Phép tính ở đáp án B thì thầy ra được kết quả là 40.800. Các em tự đặt tính nhé. Phép tính ở đáp án C thì thầy ra được kết quả là 41.093. Phép tính ở đáp án D thì kết quả nó là 49.008. Đề bài đang hỏi chúng ta là phép tính có kết quả lớn nhất, thì chúng ta thấy rằng là trong các kết quả này thì kết quả đáp án D sẽ là lớn nhất các em ạ. Câu 3 đáp án D các em nhé. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 4. Hai lọ thì chứa khoảng là bao nhiêu ml mật ong? À, lọ 1 thì các em thấy rằng là cái con số là 600 ml đúng không? Và chúng ta để ý thầy này, cái lọ 2 thì ít hơn đúng không? Lọ 2 thì cỡ khoảng là 1/3, thì tức là khoảng là 600 chia 2 là 200 ml. Đúng không các em? Như vậy là lọ 2 thì sẽ chứa khoảng là 200 ml mật ong, đáp án B các em nhé. Tiếp theo chúng ta đến với câu trắc nghiệm 5, đề bài như sau. Một hình vuông có chu vi là 32 cm, vậy diện tích của hình vuông đó là bao nhiêu cm vuông? Liên quan đến chu vi và diện tích hình vuông các em ạ. Các em nhớ thầy này, với hình vuông thì chúng ta có gì? À, chúng ta có chu vi bằng cạnh nhân 4. Thế còn diện tích bằng gì các em? Diện tích sẽ bằng cạnh nhân với cạnh. Thế thì bây giờ để tính diện tích thì các em phải có cạnh đúng không? Chu vi thì mình biết rồi các em ạ. Chu vi đề bài cho chúng ta là bằng 32 này. 32 bằng sẽ bằng cạnh nhân 4. Bây giờ ta tìm cạnh thì chúng ta tư duy đó là tìm thành phần chưa biết ở trong phép nhân. Cạnh sẽ bằng gì? Ta sẽ lấy 32 là tích này chia cho thừa số đã biết, tức là chia 4. Đó. Như vậy ta sẽ tìm được cạnh thì bằng 8, đơn vị là cm. Vậy thì bây giờ diện tích chúng ta thay số vào thôi. 8 x 8 thì bằng 64, đơn vị là cm vuông. Vậy là ở trong câu trắc nghiệm 5 này chúng ta chọn đáp án C. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 6. Một miếng nhôm hình chữ nhật có chiều rộng là 8 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Vậy diện tích của miếng nhôm đó là? Bây giờ chúng ta cần phải tính chiều dài. Chiều rộng mình biết rồi. Chiều rộng mình biết là 8 cm rồi này. Bây giờ mình phải tính chiều dài. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng, như vậy chiều dài sẽ là 8 nhân với lại 3 đúng không các em, bằng 24, đơn vị là cm. Đến đây mình tính được diện tích rồi. Diện tích liên quan đến hình chữ nhật đúng không các em? Ta lấy chiều dài nhân chiều rộng cùng đơn vị đo, đều đơn vị đo là cm rồi, ta lấy 24 nhân với 8. Mình nhẩm được nhé. 8 nhân 4 bằng 32 viết 2 nhớ 3, 8 nhân 2 bằng 16 thêm 3 là 19, 192 cm vuông. Hãy cẩn thận em đặt tính ra được mà. 24 nhân 8, 8 nhân 4 bằng 32 viết 2 nhớ 3 này, 8 nhân 2 bằng 16 thêm 3 là 19 này, viết 19 này, 192 cm vuông. Câu 6 đáp án A.
Tiếp theo là câu trắc nghiệm 7, đề bài như sau. Mẹ mua 2 kg táo, mỗi kg có giá 35.000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng một số tiền và được trả lại 30.000 đồng. Vậy mẹ đã đưa cô bán hàng số tiền là bao nhiêu nghìn đồng? Mình tư duy như sau. Đó là tiền mẹ đưa cho cô bán hàng này thì sẽ bằng là tiền mua táo cộng với tiền được trả lại, tức là tiền thừa, đúng không các em? Tiền thừa được trả lại đấy. Thế thì tiền mẹ đưa chúng ta đang cần tìm, đúng không? Tiền mua táo, các em này. Mẹ mua 2 kg, mỗi kg có giá là 35.000 đồng. Như vậy là tiền mua táo sẽ là 35.000. Chúng mình nhân với 2 đấy các em ạ. Đây là giá tiền mua táo nhá. Cộng với tiền thừa, tiền được cô trả lại đó là 30.000 đồng, đúng không nào? Như vậy thì tiền mẹ đưa sẽ bằng gì? Chỗ này là 35.000, chúng ta nhân 2 sẽ là 70.000. Cộng với 30.000 tiền được cô trả lại. Vậy tiền mẹ đưa sẽ là 100.000, đơn vị là đồng. Em đã hiểu chưa? Vậy là chúng ta chọn cho thầy đáp án C. Mình đã xong phần trắc nghiệm rồi. Tiếp theo chúng ta chuyển sang hai lớn phần tự luận. Bài 1, đặt tính rồi tính. Phép tính đầu tiên là phép tính cộng. Các em nhớ nhé, đặt tính thì các em phải đặt tính thẳng cột các em ạ. 45.625 cộng 6.239. Sau khi đặt tính thẳng cột rồi, mình thực hiện cộng từ phải sang trái. 5 cộng 9 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 2 cộng 3 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. 6 cộng 2 bằng 8, viết 8. 5 cộng 6 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5, viết 5. Vậy ta được kết quả là 51.864. Tiếp theo, 35.476 cộng với 28.341. 6 cộng 1 bằng 7, viết 7. 7 cộng 4 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. 5 cộng 8 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Như vậy ta được kết quả là 63.817. Tiếp theo, 86.427 trừ đi 9.134. 7 trừ đi 4 thì bằng 3, viết 3. 2 không trừ được 3, ta lấy 12 trừ 3 thì bằng 9, viết 9 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 4 trừ 2 bằng 2, viết 2. 6 không trừ được 9, ta lấy 16 trừ 9 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 8 trừ 1 bằng 7, viết 7. Như vậy ta được kết quả là 77.293. Tiếp theo, 72.718 trừ 38.152. 8 trừ 2 bằng 6, viết 6. 1 không trừ được 5, ta lấy 11 trừ 5 bằng 6, viết 6, nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 7 trừ 2 bằng 5, viết 5. 2 không trừ được 8, ta lấy 12 trừ 8 bằng 4, viết 4, nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4 này, 7 trừ đi 4 bằng 3. Như vậy ta được kết quả là 34.566. Chúng ta tiếp tục với lại các phép tính liên quan đến phép tính nhân. 2.193 nhân 3. Số 3 em đặt thẳng số 3 ở đây nhé, bởi vì nó đều là số đơn vị các bạn. 3 x 3 bằng 9, viết 9. 3 x 9 bằng 27, viết 7 nhớ 2. 3 x 1 bằng 3, thêm 2 bằng 5, viết 5. 3 x 2 bằng 6, viết 6. Ta được kết quả là 6.579. Tiếp theo, 14.061 nhân 5. Số 5 thẳng với số 1 các bạn, bởi vì nó đều là số đơn vị. 5 x 1 bằng 5, viết 5. 5 x 6 bằng 30, viết 0 nhớ 3. 5 x 0 bằng 0, thêm 3 bằng 3, viết 3. 5 x 4 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 5 x 1 bằng 5, thêm 2 bằng 7, viết 7. Ta được kết quả là 70.305. Tiếp theo, 42.518 nhân 2. 2 x 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 2 x 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, viết 3. 2 x 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 x 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5. 2 x 4 bằng 8, viết 8. Ta được kết quả là 85.036. Phép tính cuối cùng, 15.060 nhân 6. 6 nhân 0 bằng 0, viết 0. 6 nhân 6 bằng 36, viết 6 nhớ 3. 6 nhân 0 bằng 0, thêm 3 bằng 3, viết 3.
6 x 5 bằng 30, viết 0 nhớ 3, 6 x 1 bằng 6, thêm 3 bằng 9, viết 9. Ta được kết quả là 90.360. Tiếp theo là bài 2, đặt tính rồi tính theo cách rút gọn. Ở đây mình sẽ chia rút gọn nhé. Phép tính đầu tiên, 72.636 chia 6. Chúng ta thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải. 7 chia 6 được 1,1. 1 x 6 bằng 6. Sau đó mình lấy 7 trừ 6 bằng 1 rồi viết 1 thẳng với số 7 ấy. Hạ 2 xuống người ta được 12. Lấy 12 chia 6 thì được 2, viết 2. 2 x 6 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0 thì số 0 thẳng với số 2. Đây hạ 6 xuống. 6 thẳng 6 các em ạ. 6 chia 6 được 1 viết 1. 1 x 6 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0. Hạ 3. 3 chia 6 thì được 0, viết 0. 0 x 6 bằng 0, 3 trừ 0 bằng 3. Hạ 6 thì ta được 36. 36 chia 6 được 6, viết 6. 6 x 6 bằng 36, 36 trừ 36 bằng 0. Như vậy sau khi hạ hết rồi, chia xong ta thấy dư 0, tức là đây là phép chia hết. 72.636 chia 6, ta được thương là 12.106. Hết tính tiếp theo, 35.750 chia 5. 3 chia 5 được 0, nhưng mà kết quả đầu tiên của thương ta không ghi 0, ta sẽ lấy 35 chia 5 nhé. 35 chia 5 được 7, viết 7. 7 x 5 bằng 35, 35 trừ 35 bằng 0, số 0 thẳng số 5. Hạ 7 xuống thì ta lấy 7 chia 5 được 1,1. 1 x 5 bằng 5, 7 chia 5 còn 2. Hạ 5 xuống thì ta được 25. 25 chia 5 thì được 5, viết 5. 5 x 5 bằng 25, 25 trừ 25 bằng 0. Hạ 0 xuống. 0 chia 5 được 0, viết 0. 0 x 5 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0. Như vậy đây là phép chia hết các bạn. 35.750 chia 5 ta được thương là 7.150. Phép chia cuối cùng, 84.985 chia 7. Thầy viết hơi bị nhòe mực, em chịu khó nhìn nhé, thầy cảm ơn. Đây là 84.985 chia 7. Chúng ta chia từ trái sang phải nào. 8 chia 7 được 1 viết 1. 1 x 7 bằng 7, 8 chia 7 bằng 1. Hạ 4 thì ta được 14. 14 chia 7 được 2, viết 2. 2 x 7 bằng 14, 14 trừ 14 bằng 0. Hạ 9. 9 chia 7 được 1 viết 1. 1 x 7 bằng 7, 9 trừ 7 bằng 2. Hạ 8 xuống ta được 28. 28 chia 7 được 4 viết 4. 4 x 7 bằng 28, 28 trừ 28 bằng 0. Hạ 5. 5 chia 7 được 0, viết 0. 0 x 7 bằng 0, 5 trừ 0 bằng 5. Như vậy đây là phép chia có dư. Sau khi hạ xong hết, chia xong vẫn còn dư 5 các em ạ. 84.985 chia 7 ta được thương là 12.140 và còn dư 5. Chúng ta đã xong bài tự luận 2 rồi. Thầy cho chúng ta tiếp tục với lại bài tự luận 3, tính giá trị của các biểu thức sau. Thì các em cần nắm chắc cho thầy là thứ tự ưu tiên thực hiện phép tính ở trong biểu thức nhé. Đó là nếu mà có dấu ngoặc thì em phải làm phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Nếu không có dấu ngoặc thì mình sẽ phải làm nhân chia trước cộng trừ sau. Biểu thức thứ nhất này chúng ta có phép tính trừ và nhân thì mình sẽ phải làm nhân trước nhé. Tức là bây giờ mình sẽ viết lại, đó là bằng 8.684 trừ đi kết quả của phép nhân này. Các em phải làm nhân trước mà, đúng không? Các em đặt tính nhân ra nháp nhé. Thì các em sẽ ra được kết quả đó là 6.492 các em ạ. Kết quả phép nhân ở trên 1.623 nhân 4 đó là 6.492. Đấy, sau đó mình mới đặt tính trừ, các em hiểu chưa nào? Thì ta sẽ được kết quả cuối cùng đó là 2.192. Tiếp theo là cái biểu thức bên phải này. Chúng mình thấy rằng có phép tính trong ngoặc thì mình sẽ phải thực hiện trong ngoặc trước, tức là các em làm phép tính cộng trước nhé. Các em đặt tính cộng 13.745 cộng 24.817 này, em cộng ra nháp thì thầy có kết quả là 38.562. Sau đó mình mới chia 2 này các em này. Đấy, các em tự đặt tính chia ra nháp nhé. Thì em ra được kết quả đó là 19.281. Thầy cho chúng ta cùng tiếp tục với lại bài tự luận 4 các em nhé. Đề bài như sau, điền vào chỗ trống cho thích hợp. Ở đây chúng ta có bảng thống kê số lượng xe máy bán được trong 4 tháng của một cửa hàng. Hàng trên là các tháng 1, 2, 3, 4. Hàng dưới là số lượng xe, đơn vị là chiếc tương ứng của các tháng. Chúng ta điền thông tin này. Cửa hàng bán được nhiều xe máy nhất vào trong tháng nào? Thì trong các con số này thì ta thấy là
số 382 là lớn nhất ứng với lại tháng 1. Chúng ta sẽ điền vào đây là tháng 1 nhé. Tiếp theo, tháng 2 cửa hàng bán được nhiều hơn tháng 3 là bao nhiêu chiếc xe máy? Tháng 2 ở đây là 263 chiếc, tháng 3 là 227 chiếc. Chúng ta thực hiện phép tính trừ. 263 trừ 227 các em nhé. 3 không trừ được 7, ta lấy 13 trừ 7 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. 6 trừ 3 bằng 3, viết 3. 2 trừ 2 bằng 0 hết, kết quả là 36. Như vậy tháng 2 cửa hàng bán được nhiều hơn tháng 3 là 36 chiếc xe máy. Tiếp theo, đó là tổng số xe máy cửa hàng bán được trong 4 tháng đầu năm là bao nhiêu chiếc. Thì bây giờ chúng ta tính tổng thôi các em, mình cộng lại thôi. 382 cộng 263 cộng 227 cộng 320. Làm thế nào để cộng được thì mình cứ thực hiện từ trái sang phải thôi. 382 cộng với lại 263 thì kem đặt tính ra nhé. 2 cộng 3 bằng 5, viết 5. 8 cộng 6 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, ta được là 645 này. Rồi cộng tiếp các số hôm sau, 227 cộng với lại 320. Tiếp tục mình lại cộng từ trái sang phải, tức là mình sẽ đặt tính là 645 cộng với lại 227. 5 cộng 7 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 4 cộng 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 6 cộng 2 bằng 8, viết 8. 872. Sau đó mình cộng với số còn lại là 320. Bây giờ em đặt tính tiếp, 872 cộng với lại 320. 2 cộng 0 bằng 2, viết 2. 7 cộng 2 bằng 9, viết 9. 8 cộng 3 bằng 11, viết 11. Kết quả là 1192. Vậy ta điền vào đây nhé, 1192 chiếc. Tiếp theo, khi làm tròn số xe máy bán được đến hàng trăm, ta nói trong 4 tháng đầu năm cửa hàng bán được khoảng bao nhiêu chiếc xe máy. Thế thì đây, số 1192 chúng ta làm tròn đến hàng trăm thì chúng ta có thể dựa trên tia số, hoặc mình quan sát vào số trục là 9. 9 lớn hơn 5, vậy thì mình sẽ làm tròn tiến lên thì ta sẽ được số tròn trăm tương ứng là 1200. Ta điền vào đây là 1200. Xong rồi, thầy cho mình đã xong bài 4. Tiếp theo là bài tự luận 5. Đề bài như sau. Hoa có 69.000 đồng tiền tiết kiệm. Hoa muốn mua 8 quyển vở nhưng còn thiếu 15.000 đồng nữa mới đủ. Hỏi mỗi quyển vở Hoa muốn mua có giá là bao nhiêu tiền? Thế bây giờ chúng ta phải tính xem cho thầy là số tiền đủ để mua 8 quyển vở đúng không? Chúng ta sẽ lấy 69.000 đồng tiền tiết kiệm của bạn này cộng với tiền còn thiếu thì sẽ ra số tiền đủ để mua 8 quyển vở các em ạ. Mình sẽ có lời văn. Số tiền Hoa cần để đủ mua 8 quyển vở là ta sẽ lấy 69.000 này cộng với 15.000. Kem cộng nhẩm được nhé, 69 cộng với 15 là 84. Như vậy 69.000 cộng 15.000 là 84.000. Đơn vị là đồng. Như vậy toàn bộ số tiền này chúng ta sẽ chia đều cho 8 thì sẽ ra được là giá tiền của mỗi quyển vở kem nhé. Mình sẽ có lời văn. Mỗi quyển vở Hoa muốn mua có giá là, ta lấy 84.000, chúng ta chia đều cho 8 thì mình sẽ ra được là giá mỗi quyển vở. Kem đặt tính nhé, ta sẽ được kết quả là 10.500, đơn vị là đồng. Đáp số 10.500 đồng. Như vậy thầy trò mình đã làm xong bài tự luận 5, kết thúc bài tập hàng ngày số 100 rồi. Thầy chúc các em học thật tốt nhé. Thế còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.